Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của VR Review. Nếu như nhắc đến Xiaomi thì người ta sẽ thường tưởng tượng ra những chiếc điện thoại có cấu hình thực sự rất tốt ở trong mỗi phân khúc giá mà hãng đặt ra cho người tiêu dùng. Và ở trong trường hợp này thì cũng là như vậy, khi mà ở đây mình đang có ở trên bàn chiếc Redmi Note 10. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm qua một chút về cái sản phẩm này. Và hãy xem rằng là với một tầm giá rơi khoảng là 5 cho đến là 6 triệu thì chiếc điện thoại này nó sẽ mang lại cho chúng ta những thứ gì nhá. Và rồi, ở thời điểm hiện tại khi mà mình làm video này ấy, thì cái chiếc Redmi Note 10 này nó chưa có cái mức giá chính thức, mà các bạn sẽ chỉ có thể đặt hàng được thông qua cái mức giá dự kiến của nó rơi khoảng là 5.690.000 mà thôi. Tức là với một số tiền rơi khoảng là 5.700.000 thì các bạn sẽ sở hữu được cái chiếc máy này. Đó là dự kiến, có thể tăng hơn hoặc có thể thấp hơn. Mình nghĩ phần nhiều là nó sẽ thấp hơn một chút, khoảng tầm từ 1.200.000 thì các bạn đã có thể mua được cái chiếc Redmi Note 10 này rồi. Đó là về mặt mức giá. Thì trong video lần này mình sẽ trải nghiệm nó và đánh giá nó dựa theo cái mức giá là khoảng 5.700.000 đó để xem là cái chiếc điện thoại này nó sẽ thể hiện như thế nào. Thì đầu tiên đó là về hộp của sản phẩm, thì các bạn có thể thấy cái form hộp của chiếc máy này ấy, nó vẫn khá là quen thuộc so với cả những cái dòng sản phẩm khác từ trước cho đến nay thuộc dòng Redmi Note. Chúng ta sẽ có một cái hộp màu trắng với tông tổng thể, và ở mặt trước sẽ là nơi in hình của sản phẩm Redmi Note 10. Đi sâu vào bên trong thì ở đây chúng ta vẫn sẽ có một cái hộp đựng xanh dẫn sử dụng cũng như là que chọc SIM, và tất nhiên là chúng ta sẽ được tặng kèm một cái ốp lưng ở trong này nữa rồi. Tiếp theo sẽ là một cái sợi cáp USB-C và nó có lõi màu cam ở bên trong đây, rất là quen thuộc với những cái sợi cáp đến từ nhà Xiaomi rồi. Ở đây cuối cùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái củ sạc, nó rất là lớn ở đây. Cái củ sạc này thì để xem nào, nó sẽ có nguồn ra lớn nhất đạt ở mức đó là 33W. Tức là cái chiếc điện thoại này của chúng ta thì nó cũng sẽ được hỗ trợ luôn cái công nghệ sạc nhanh lấy là 33W. Vậy nên cái thời gian sạc của thiết bị sẽ được rút ngắn đi hơn rất là nhiều. Đó là tất cả phụ kiện đi kèm ở trong chiếc Redmi Note 10. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chiếc điện thoại của chúng ta. Ok, đây chính là chiếc Redmi Note 10. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cầm vào cái sản phẩm này đó là nó đã tốt hơn rất là nhiều. Nó hoàn thiện tỉ mỉ hơn rất nhiều so với cả những cái dòng sản phẩm khác thuộc dòng Redmi Note trước đây. Chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm rất tốt do bây giờ cái mặt lưng nó được làm bo cong và nó tương đối là liền mạch từ phần tiếp giáp giữa cái mặt lưng ở phía sau đây cùng với đó là cái phần khung ở phía bên cạnh. Thì nó đem lại cho mình cái cảm giác cầm nắm thực sự tốt hơn rất nhiều so với cả những cái sản phẩm tiền nhiệm trước đây. Nó không còn những khe hở hay là nó không còn những cái gờ lên nữa, mà thay vào đó cảm giác cầm nắm thực sự rất là liền mạch và cầm nó rất là thích. Về chất liệu hoàn thiện thì chúng ta sẽ có cái mặt lưng của thiết bị này nó làm từ nhựa. Dù cho là mình cảm giác rằng cái màu này nó có phần gì đó hơi mết, tuy nhiên thì cái mặt lưng này nó không được phủ lên một cái lớp gì để làm mết cả, mà thay vào đó nó vẫn được làm theo kiểu là nhựa bóng ấy, nên là nó để lại mồ hôi và dấu vân tay nó tương đối là nhiều. Các phím bấm thì vẫn đặt ở một cái vị trí nó khá là quen thuộc thôi. Ở phía cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn kiêm luôn là cả bấm vân tay dạng một chạm cho chúng ta. Tiếp theo đó là một cái bộ nút volume tăng giảm lượng. Về cái chất lượng hoàn thiện của cái bộ nút này thì mình ấn vào cảm giác là nó khá là đầm, và chúng ta sẽ tốn hơi nhiều lực một chút để có thể là ấn cái nút này xuống, tức là nó không thực sự là quá thoải mái đâu. Ở phía bên cạnh trái của chúng ta thì sẽ là một cái khe đựng SIM, và đây sẽ là chiếc máy hỗ trợ cho chúng ta là 2 SIM và 1 thẻ nhớ. Ở phía cạnh trên thì chúng ta sẽ có một cái giải loa nữa và một cái cổng hồng ngoại điều khiển các thiết bị khác cũng như là một cái mic phụ này. Tiếp theo ở phía cạnh dưới thì chúng ta sẽ có một cái cổng USB-C, một cái giải loa thứ hai và một cái mic đàm thoại và cổng jack cắm tai nghe 3.5 vẫn sẽ được xuất hiện ở trên chiếc Redmi Note 10 này. Đó là những cái trang bị thực sự rất là đầy đủ ở trên chiếc Redmi Note 10 này. Nó giúp cho các bạn có thể là kết nối dễ dàng hơn với các thiết bị khác mà các bạn đang có, hay là những cái món phụ kiện như cả loa tai nghe chẳng hạn. Ở phía mặt trước của chúng ta sẽ là một cái màn hình với kích thước là 6.43 inch, độ phân giải đạt được ở mức là Full HD Plus. Nó sẽ có thêm một cái phần bị đục lỗ ở phía trên đây, và cái kích thước của nó thì cũng tương đối là lớn ấy, nên là có thể nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn. Cũng như là những cái phần cạnh viền ở đây thì nó sẽ tương đối là dày. Một sản phẩm rất rẻ mà, chúng ta sẽ bắt buộc phải chấp nhận cái điều đó. Về cái trải nghiệm hiển thị ý, thì mình đánh giá khá là cao cái chiếc điện thoại này khi mà nó cho một cái độ sáng cũng ở mức là đủ tốt để các bạn có thể sử dụng. Đặc biệt là nếu như khi đem so với cả những đối thủ khác ở trong tầm giá thì mình thấy rằng cái màn hình này nó vẫn đem lại cho ta một cái trải nghiệm nó là tốt hơn. Chưa hết thì màn hình này nó còn được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Vậy nên về cái độ bền của nó thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ được đảm bảo một phần nào đó. Tuy nhiên khi mua máy thì các bạn vẫn nên dán thêm một cái cường lực vào để nhỡ chẳng may nếu như mà có làm rơi rớt gì đó ấy, thì có thể là bảo vệ được tốt cho cái chiếc màn hình này hơn. Về mặt cấu hình được trang bị ở trên sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một vi xử lý đến từ nhà Qualcomm, đó là Snapdragon 678. Đây có thể sẽ là một con chip được trang bị ở trên tất cả những chiếc điện thoại giá rẻ ở năm 2021 này trên những chiếc điện thoại của nhà Xiaomi.
Về hiệu năng của nó thì ở đây mình có sử dụng cái phần mềm AnTuTu để chấm điểm, thì nó cho ra một cái điểm số cũng là khá ổn, đó là 242.000 điểm. Trong đó thì điểm CPU của nó đạt được mức là gần 100.000 và điểm GPU đạt được mức đó là khoảng hơn 42.000 điểm. Đó là một cái điểm số thực sự là không quá tồi. Và nếu như để chơi những tựa game như kiểu là Liên Quân Mobile ở cái mức cấu hình nó vừa phải ấy, thì máy vẫn sẽ chiến khá là ngon. Kể cả là PUBG Mobile thì nó chiến vẫn khá ổn. Tuy nhiên khi mà các bạn bật ở cái mức cấu hình cao lên ấy, thì mình nghĩ rằng cái FPS của nó sẽ không được ổn định nữa đâu. Cái này thì có lẽ là bọn mình sẽ làm một cái video test riêng và chia sẻ với các bạn ở trong một cái video đánh giá chi tiết. Còn với một cái video trải nghiệm nhanh như thế này ấy, thì thực sự là mình chưa đủ thời gian để có thể là đánh giá xem rằng cái mức hiệu năng của chiếc điện thoại này nó thể hiện như thế nào. Về bộ nhớ thì phiên bản mà mình đang cầm chúng ta đây thì nó sẽ có cấu hình là RAM 6GB với bộ nhớ trong là 128GB. Tất nhiên đó sẽ không phải là phiên bản thấp nhất của chiếc điện thoại này mà nó sẽ là phiên bản RAM 4GB với bộ nhớ trong là 64GB. Nhìn chung thì mình nghĩ rằng với một chiếc điện thoại giá rẻ thì cái nhu cầu trải nghiệm của chúng ta nó cũng là không thực sự quá nhiều. Ảnh lưu trữ thì nó cũng không có độ phân giải là quá cao đâu. Nên mình nghĩ rằng cái việc mua phiên bản RAM thấp nhất với bộ nhớ trong là 64GB thì nó sẽ là hợp lý hơn so với việc các bạn bỏ tiền ra mua một cái phiên bản RAM 6GB với bộ nhớ trong là 128GB. Mà thực ra nếu như ai có nhu cầu lưu trữ nhiều thì mới nên nâng cấp đến phiên bản đó, chứ còn về chip hay là các thứ thì nó cũng y chang nhau hết mà. Nên mình nghĩ rằng phiên bản cơ bản nó sẽ là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý. Sản phẩm này khi mà mua thì nó cũng sẽ được cài sẵn phiên bản Android 11 cùng với đó là giao diện MIUI 12. Đó là một cái trang bị phần mềm mà mình nghĩ rằng nó cũng khá là tốt để có thể sử dụng ở thể hiện tại. Hơn nữa thì MIUI cũng cập nhật cho chiếc điện thoại của chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm dòng Redmi Note, vậy nên cái sự hỗ trợ cho nó chắc chắn nó sẽ rơi khoảng tầm từ 2 cho đến là 3 năm ít nhất. Cũng giống như những cái sản phẩm trước thuộc dòng Redmi Note thì chúng ta sẽ có một viên pin rất trâu ở trên chiếc Redmi Note 10 này. Đây sẽ là một chiếc điện thoại có viên pin dung lượng là 5000 mAh. Kết hợp với những thông số đã được trang bị ở trên chiếc điện thoại này thì mình nghĩ rằng là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó thoải mái trong vòng từ 1 cho đến là 2 ngày mà sẽ không phải sạc trong quá trình sử dụng giữa chừng. Kết hợp với đó là công nghệ sạc nhanh 33W có hỗ trợ ở trên chiếc điện thoại này và củ sạc của nó cũng được hỗ trợ để làm cái công việc đó luôn. Nên cái thời gian sạc pin ở trên chiếc điện thoại này nó sẽ là tương đối ấn tượng đây. Mình nghĩ sẽ rơi khoảng là tầm 1 tiếng cho là 1 tiếng rưỡi là các bạn đã có thể sạc đầy pin cho cái chiếc điện thoại này rồi. Đó là một cái điểm cộng ở trong phân khúc giá này. Về camera thì sản phẩm này sẽ được trang bị lên đến là 4 ống kính với 2 ống kính có kích thước rất lớn được đặt ở phía mặt lưng đây. Chúng ta sẽ có ống kính chính có độ phân giải lên đến là 48MP và 3 ống kính còn lại nó sẽ có đầy đủ các chức năng để cho các bạn có thể tùy thích nghịch ngợm, với một camera góc siêu rộng độ phân giải là 8MP. Hai camera còn lại có độ phân giải đều là 2MP với một camera macro và một camera đo chiều sâu. Bản thân mình cũng đã được trải nghiệm qua cụm camera này để chụp một số các bức ảnh ra thì mình thấy rằng là chi tiết của nó nếu như mà chụp trong điều kiện đủ sáng cũng là tương đối tốt. Màu sắc thì hiển thị tuy không thực tế cho lắm nhưng mà nó cũng là gần sát so với cả thực tế. Còn nếu như mà chụp ở trong một cái điều kiện thiếu sáng ấy, thì mình thấy rằng là nó chỉ kiểu như là cấp cứu mà thôi, chứ còn nó không thực sự là tốt khi mà các bạn sử dụng ở cái chế độ này đâu. Đặc biệt nếu như trong môi trường mà kiểu như là thiếu sáng hoàn toàn luôn ấy thì chắc là các bạn phải bật qua chế độ chỉnh tay và sau đó thì phơi và phải có tripod ở trong những cái trường hợp đó thì nó mới có thể gỡ gạc lại được về cái chất ảnh. Chứ còn nếu như mà chụp chế độ chụp đêm ở trong cái điều kiện như vậy thì mình nghĩ rằng là nó không thực sự là tốt lắm đâu. Về camera trước của nó thì nó chính là cái phần đục lỗ ở màn hình phía trước đây thì nó sẽ có độ phân giải là 13MP, nhìn chung cũng là tương đối ổn. Bên cạnh những yếu tố mà mình vừa kể trên thì sản phẩm này nó sẽ còn được trang bị khả năng chống nước chống bụi chuẩn IP là 53. Tuy là một cái chuẩn nó không thực sự là quá cao nhưng nó cũng rất cần thiết, dù cho cái sản phẩm này nó chỉ thuộc vào phân khúc giá rẻ thôi nhưng mà chúng ta cũng có một cái chuẩn kháng nước kháng bụi để giúp cho cái việc bảo quản cái thiết bị này nó là được tốt hơn. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái điểm cộng khác mà các sản xuất khác cũng nên trang bị vào ở trên những cái điện thoại phân khúc giá rẻ này không nào. Ví dụ như là trong trường hợp trời mưa mà có người gọi đến chẳng hạn, các bạn đang đi ngoài đường thì có thể tự tin rút cái chiếc điện thoại này ra nghe gọi mà không sợ chiếc máy nó bị hỏng, bởi vì nó đã có chuẩn kháng nước, kháng bụi, chuẩn IP53 rồi không nào. Dù cho là chuẩn hơi thấp một chút nhưng mà nó có thể chống chọi lại được với cái điều kiện đó, thì mình nghĩ rằng đó là một cái điểm cộng giúp cho cái độ bền của chiếc điện thoại này nó được tăng cao hơn. Máy thì cũng có tính năng quét gương mặt để mở máy, tuy nhiên thì mình không sử dụng nó nhiều bởi vì mình sử dụng cái cảm biến vân tay được trang bị ngay ở phía bên cạnh đây, sử dụng nó sẽ là tiện hơn rất là nhiều. Dù cho là cái tiết diện của nó ấy, thì nó không thực sự là quá lớn đâu nhưng mà nó quét vân tay cũng tương đối là nhạy nên mình cảm thấy khá là hài lòng với cả nó. Và ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái video chia sẻ nhanh về những cái trải nghiệm của mình liên quan đến chiếc Redmi Note 10 này. Trong thời gian tới thì có lẽ là mình sẽ vọc vạch nó kỹ hơn và có thể đưa đến cho các bạn những cái video kiểu như là trải nghiệm về camera hay là đánh giá chi tiết về sản phẩm. Vậy nên nếu quan tâm thì hãy subscribe kênh YouTube của mình cũng như là like, share video này để ủng hộ bọn mình nhé. Video này của mình thì xin kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.